Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này, cái mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó Pháp Hòa dịch từ một câu tiếng Hán: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác, vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên, thấy hết ở dưới này. Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi. Cho nên đừng có buồn, mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi. Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng. Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình, và mình gò bó mình hơn, mình sống đàng hoàng hơn. Chứ còn không ai nói gì hết, có thể mình sống tự tung, buông lung, phóng túng, cái điều đó nguy. Còn nhờ người ta có chăm soi, chỉ trích mình vậy đó, cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút. Hồi đó có một cái cô đó đó, quý vị có nhớ câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về nhà. Đi dọc đường cái hàng xóm, hai cha con này ngu, mua lừa mà không biết cởi. À, nghe có lý. Ông già leo lên, con lừa cởi, trai đứng ở dưới dắt. Đi chập cái thiên hạ mới nói: ông già này thiệt hơi bất nhân. Cha thì leo lên con lừa cởi, thằng con thì đi bộ. Cha này chúng cha thời nay à. Rồi ổng nghe có lý, ổng tuột xuống, ổng để thằng con lên. Điên hồi cái người ta mới nói: đúng là thằng con bất hiếu. Nó đành lòng nào nó leo lên con lừa, nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức, hai cái thay mà leo lên một con lừa. Rốt cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên. Tại vì người ta làm sao? Cứ nói. Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên. Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên và nói bên Mỹ. Muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói, đừng có để ai quyết định cho đời mình, mình phải là người quyết định. Thì qua những câu hỏi nãy giờ có mấy câu đó, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa nói luôn chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống. Tại vì quý vị thấy không có cái việc gì mình làm mà người ta không có, người không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng để mà làm hay không thôi. Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm. Con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể, sẽ tái sinh về một trong sáu cõi, tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do chư tổ nói. Quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không? Trong cơ thể theo câu hỏi này không? Biết không? Tại vì có một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó, sau khoảng một thời gian vài tiếng, 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết. Chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó, cái thần thức họ xuất ra từ đó, rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè. Nếu mà cái thân thể đó nóng, lạnh toàn bộ hết mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh thánh.
Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm, thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm, là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm, là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cước cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, à xin lỗi, ngay cái đầu gối. Đầu gối nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng, thì người đó đọa địa ngục. Thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu. Xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy do Phật nói hay tổ nói? Cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi, chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp, mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao, mình tin cũng tin quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ, là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, trời, người, Atula, địa ngục, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là sáu cõi luân hồi. Và cái này thường được gọi là lục phàm. Lục phàm là sáu cõi đó đó, từ trời xuống tới địa ngục. Còn trên cõi, trên sáu cõi này có bốn cõi nữa: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. Tứ thánh lục phàm nhập lại thành 10 pháp giới, gọi là 10 cõi. Mà chúng ta là người sống ở đời này, tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi. Một là sanh về bốn cõi thánh, hai là sanh về sáu cõi luân hồi. Trời là cõi sướng nhất, nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau, bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu, chỉ lo hưởng. Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây. Giống như ông Uất Đầu Lam Phất, hết phước cõi trời, đọa xuống làm con chồn biết bay. Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá, là vì cái lời thề của ông ngày xưa: ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá, một loài chồn ăn hết chúng bay. Bởi vì khi ông ngồi thiền, ông tu, những con cá nó dưới nước nó làm rộn ông, và ông nghe được cái tiếng nó lăng tăng, ông bực. Và ông thề một cái lời thề là mai mốt ta sẽ thành một loài chồn ăn hết chúng bay. Vì vậy cho nên khi mà ông có phước, ông sanh về cõi trời, hưởng hết phước đọa làm con chồn, chuyên môn đi ăn loài cá. Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu, ấm đâu đó. Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè, trong này nó dính dáng câu hỏi nữa, là như trường hợp á, mình để người chết 8 tiếng như vậy đó, rồi mình rờ như vậy đó. Rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi: lỡ người đó chết mà ở ngoài đường, ngoài xá, hay là người đó phát nguyện hiến tạng, rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được cái gì nữa, thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không? Không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện cho dù đau cũng chịu, mình nguyện mà. Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng 3 thời, mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm, tại vì anh hứa rồi. Anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ Hứa. Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình, nói anh thề đi, anh thề tôi mới tin.
Nếu anh không tin tôi thì thôi, chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề. Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên. Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được. Xin thầy cho con hỏi, con trì chú đại bi và niệm Phật mỗi ngày, những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ mà những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành thử ra cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm người siêu gì cũng đều, người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng à, mình muốn mời cũng được à, mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh thính pháp siêu thoát. Nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện, nếu người ta có lòng tương ưng, ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong, nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết. Bạch thầy, tại sao lễ vong sao lại bốn lại? Mình muốn lại năm cũng được chứ, vong đâu có nói gì đâu. Người chết mà chưa chôn lại hai lại. Tại sao hai lại? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói này, Pháp Hòa phải đính chánh nữa. Cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của Phật quy định. Đây là lễ nghi của người Việt Nam chúng ta. Và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên, đó là văn hóa của Việt Nam, chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo Phật. Nhưng đạo Phật có một cái hay là đến đâu đạo Phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó. Và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Ví dụ như mình lại hai lại, cái người ta nói là sao? Lại âm dương. Nhưng mà đạo Phật nói nữa nè, lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi, thuộc về người âm, nhưng mà chưa chôn, họ vẫn còn ở đây, cho nên gọi là âm dương. Lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế. Chân đế là một cái đạo lý chân thật, còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian. Ví dụ mình nhớ ơn tổ tiên, cho nên mình tổ chức cúng dỗ, đó là chân đế, là vì nhớ tổ tiên. Còn tục đế, nhớ thì cúng, mà cúng thì phải có cái lễ, cho nên mới làm cơm, làm trà, để đũa, để muỗng đồ lên, gọi là cúng. Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ, mà thật sự Ấn Độ không có cúng vụ này nha, nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ thì cúng khỏi để gì hết, tại vì Ấn Độ ăn bóc. Mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó. Cái đó gọi là tục đế. Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ. Đấy, giống như Phật vậy đó. Thủy chung á, chúng ta cúng Phật một chén cơm trắng là đủ rồi. Còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi, chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm, không có đem lên bàn Phật để như vậy. Bàn Phật là không có để mấy cái đó. Cúng Phật là chè, xôi, trái cây,
bánh trái gì đó hoặc là một chén cơm trắng, chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu. Rồi đã vậy rồi á, để mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri Phật nói này không quen quen, nhìn không quen, tại cà ri này không phải cà ri tôi. Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó. Nhưng mà thí dụ mình đem lên mình cúng đi nữa đó, chẳng qua là gì? Tục đế thôi. Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật, gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật. Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình. Rồi hai lại, ba lại, lại Phật, lại chư tổ. Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Tại sao lại bốn lại? Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Cho nên người chết rồi, chôn rồi, lại bốn lại. Đó, quý vị thấy quý thầy đi cúng không? Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy sướng làm sao? Hạ nguyệt sự tất, trai chủ kiền thành lễ tạ tứ bái. Nghĩa là cái thâm ơn đó mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại, tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, hễ mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để 6 chén hoặc 12 chén, lục đạo hoặc là thập nhị loại cô hồn. Đó là mình bày tỏ thôi, chứ còn không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ. Nhưng mà quy định. Còn nếu mà lại vua chúa, tế trời lại năm lại, ở khoảng giữa lại nữa là trung ương, là tượng trưng cho vua trời. Trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trời. Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện chứ không được 1000 điện. Bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện. Con của vua chỉ con của trời, thua trời một bậc thôi, không dám xây ngàn cung điện mà chỉ được xây 999 cung điện thôi. Vì đó là thiên tử, chứ còn không xây ngàn điện. Ngàn điện chỉ có trời. Ở cõi trời có ngàn điện, còn con vua là thiên tử. Ông vua ông có 999 cái điện lớn nhỏ khác nhau. Khi nào mình biết mình đã giác ngộ, khi nào đã hoàn toàn giác ngộ, làm sao chứng được các thánh quả, thì cứ thấy gì ngộ ngộ, giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu. Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác, mình chỉ là phần giác. Khổ phần nào, giác ngộ phần đó. Đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi. Ví dụ bây giờ hen, mình đã từng đau vì một cuộc tình, giác chưa? Giác. Mình từng đau vì bị bạn lường gạt, cũng là cái giác. Cho nên cuộc đời này á, hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó. Giác nghĩa là tỉnh. Mà khi chưa gặp thì mình mê. Ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được, khuyên mình nghe không? Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa. Hồi xưa ai ép Dương bà, bây giờ bà già bà ép Dương tôi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Bạn con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn, mà số tiền này bạn con mượn của người khác. Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát, và kiếp sau cũng phải trả. Nghĩ vậy có đúng không thầy? Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con, không đòi nữa.
Câu hỏi là một người muốn đi tu nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác cho người khác mượn rồi bị quệt à, đi mơ rễ má vậy đó. Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai, ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng. Có thì giúp, không thì thôi, thài lai chi để họ bôi nhọ mình. Bây giờ á, mình muốn đi tu mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta, nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình. Trả nợ cũng có nhiều cách trả. Nếu mình không có tiền mình trả người đó thì mình tu để mình độ cho người đó. Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa. Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị 100 ngàn, không có tiền trả, nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà Pháp Hòa giúp được, mà Pháp Hòa giúp cho quý vị, thì quý vị thấy rằng 100 ngàn này có lấy lại cũng không hết khổ, mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được. Thành thử ra tại sao người xuất gia, người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa, nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ. Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho. Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng, không phải bận lộn cái chuyện đó. Nhưng bù lại, người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng 4 cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình phải có mặt trợ duyên. Thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình không làm gì được hết á, nhưng mà theo cái đạo lý là khi người ta có chuyện cái người ta nhờ mình tới, có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm. Ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái ba tỉnh lại đâu. Không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn. Thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi, thầy đến thầy tụng cho ba tôi thời kinh, tâm ông an tịnh, ông đi theo Phật nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi. Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi, rồi đời sau nếu ví dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình đổ cho họ cũng là một cách trả nợ. Cho nên á, đời này á, mình mà còn nợ ai đó, nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp, người ta có một cái lý gọi là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Đới là gì? Là carry. Chữ đới là carry, là mang theo. Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha. Phải giải thích chỗ này một chút. Đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ, nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được. Chứ còn mà trời ơi, nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong. Đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được. Nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi, chứ còn thực ra mình bạch mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt. Còn nếu mà đới nghiệp là gì, là mình còn mang nợ về đó, nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu, chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa, mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng vào người ấy, nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau: một, bị tắt thở tại nhà, người nhà phải báo ngay với cảnh sát với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. 2, tắt thở tại bệnh viện, nếu người ấy còn đang bị đặt nhiều ống truyền oxy
ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu, vân vân. Vậy người mất đó đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắc thở hiến tặng tim gan thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắc thở bị rơi vào một trong ba trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 8 tới 12 tiếng đồng hồ. Như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy? Họ đau mà hỏi em gì? Cái này nó cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó. Thứ nhất, mình tắc thở tại nhà, nếu cái luật đó đó, mà cái luật là vừa tắc thở xong phải báo liền với cảnh sát và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về, thì mình để cho họ đem đi thôi, chứ mình đâu cái luật mà. Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó, thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay. Bởi vì cái người ngoại quốc đó, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia. Thậm chí ở những bệnh viện đó, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình, để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình. Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm. Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô sở cảnh sát rồi vậy đó, để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình, để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy. Cho nên cái trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết, gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á, nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng, mình bịt lỗ tai, mình nói không nghe. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi, còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ 4 câu vậy đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi. Người ta nói, thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi, nhưng mà ở cái khía cạnh của mình nhìn mình không thấy phi, nhưng mà mình cũng thông cảm. Mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn, người kia cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói đều là phiến diện gốc hết. Cho nên chúng ta là người giác, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi là hốt giác hốt mê. Có khi mình là bất giác, là hoàn toàn không tỉnh. Cái trường hợp mà đó, nếu mình sợ thì mình có thể request, yêu cầu nhẹ tay. Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng 6 tiếng theo cái cách tin của mình, họ vẫn tôn trọng, họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta respect lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân, và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy, bạc trăm ngàn đó, mà mình có trả đồng nào đâu, chính phủ lo hết. Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân, mà nhất là người đã mất, họ respect mình tuyệt đế. Thậm chí mình họ bước vô, mình nói là họ khám xong, họ xác định là người này đi rồi đó, họ xoay qua họ nói he's gone, I'm sorry, là họ ôm mình, họ ôm người thân liền đó. Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này, thì cứ request họ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Mình nguyện mà. Mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim gan phèo phổi, mắt tai mũi họng gì mình cho người ta, mà người ta sử dụng được đó được, thì có mãn nguyện không? Mãn nguyện. Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết, tại vì mình nguyện. Chỉ có một cái điều mình sợ thôi, là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ớn. Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi.
làm việc ăn giờ cho phải kỉnh, coi cho kỹ. Con thật may mắn được gặp thầy, duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm, thấy hình sao giống thầy quá. Con bèn di chuyển cái tủ che khuất và đọc mới biết thầy đến Úc. Sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm vì không muốn khuất hình thầy và muốn mọi người nhìn thấy, nên con bị ông chủ la một trận. Chủ nào vậy chỉ coi. À, bị ông chủ la một trận, con mỉm cười và xin lỗi ông. Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời, vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua YouTube. Nay con gửi tên và gặp thầy, con xin quy y. Question ở câu sau. Trời ơi, thành nãy giờ đọc muốn chết. Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật, Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát có được không thầy? Vì con có nghe một vị thầy khác nói là niệm một vị thôi cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Là thêm rắc rối nữa. Mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một, là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm. Thôi em không muốn làm bà Tám đâu. Nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai, mà hai người kia không có ý kiến gì hết, Di Đà, no problem. Quan Âm cũng no problem. Tại sao mình phải sanh problem? Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm, nghĩa là tao ok rồi. Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa, là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh, hạnh của Quan Âm là từ bi. Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với Quan Âm Thế Chí kêu là Tây Phương Tam Thánh? Bởi vì Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực. Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối. Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà. Cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa, này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên. Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên quy y cũng Tam Bảo, Phật tu phe ba người. Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người. Mình niệm Phật nào cũng được hết, tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc, xong con cũng muốn được hết bệnh hết khổ cho con niệm Quan Âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm Quan Âm mà không niệm Thế Chí sợ Bồ Tát Thế Chí buồn, cho nên con niệm luôn Ngài Thế Chí. Niệm xong Ngài Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng. Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm Ngài, Ngài không ngó con làm sao.
Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó. Nghĩa là ở ngoài đời mình sống, mình của ai không nhớ tôi không thèm ngó mặt họ. Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. Rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài Địa Tạng nói mày không có niệm tao. Không có chịu rước con sao. Cho nên mà cái kiểu là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy phải không. Cho nên rồi á, ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận, rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à. Bữa nào mình hứa ăn chay tháng mà không ăn, cái tháng đó nhức đầu bệnh, cái đó Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh, Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được. Kính thưa Thầy, cho chúng con xin hỏi, ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Tức là mình nói tới ơn thầy đó, nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người chúng ta căn bản chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời. Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình. Còn thầy tổ cho mình hiểu biết, cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình. Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình. Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ, hiểu biết để mình giảng pháp tu tập, đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình. Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể, xác thân, thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ. Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền. Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe, thân thể gọi là ơn sanh dưỡng. Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng. Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa, mà cái thân này là pháp thân trí tuệ. Vì vậy cho nên trong một ngôi chùa Việt Nam, tiền Phật hậu tổ, đó là câu chúng ta thường nói, trước thờ Phật sau thờ tổ. Nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại, cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho Phật pháp, cái đó gọi là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên bàn thờ ông bà, đó là tổ tiên huyết thống. Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng, còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng. Rồi hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn, còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh. Không nên dùng rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân để tổn hoại thân này. Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình. Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập, cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình. Dù ít dù nhiều, dù gần dù xa, nếu chúng ta độ được ai thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó. Vì thế cho nên các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình, mình đều đem một cái tâm nguyện dựng chùa, lập đạo tràng, hướng dẫn tu tập,
hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình. Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu. Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên để cho họ có chỗ họ nương tựa. Đó là vậy đó. Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn, còn đền đáp là có hai cách đáp. Một cái là phải giữ thân, xem thân này như chiếc thuyền để tin, để tu. Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì? Mình á muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh, mà không có cái thân thì tu không được. Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt để mình ngồi thiền cho khỏe. Thí dụ vậy đó. Các tổ dạy mình bố thí thì mình phải có sức khỏe tốt, đi làm tốt thì mình mới có tiền của để bố thí. Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ, thân và trí, để việc làm của chúng ta được trọn vẹn. Kính thưa thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần. Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân. Xin thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng. Thưa đại chúng, là nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông Táo, ông thần tài, bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người không hiểu thì người ta thờ á, thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên. Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó, cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó, thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình. Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà, phải không? Rồi mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no, thì mới có tiền mới mua đồ cúng. Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì. Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền. Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa. Mình là thổ địa của mình nè. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây không có người nào mà không có chút ít tiền của. Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình, mình là thổ địa của mình. Nếu như mà mình biết giữ tiền của thì thổ địa này vững chắc, gia đình yên ấm. Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài, làm những cái việc không đúng, rồi vợ chồng xích mích, rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị, cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên. Như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh. Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn. Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á, cho nên Phật Pháp là, quý vị biết không, cái câu mà chúng ta thường nói đó, tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chưa hiểu, người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin. Đó, bây giờ Phật giáo vẫn đi vào, nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó. Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững, giữ tiền cho chắc, thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó. Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ổng về hưu rồi, ổng mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ổng lấy cái tiền của ổng ra ổng cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện thì người ta tự gọi, ô thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ổng chết, người ta mới nhớ ơn ổng, người ta mới tạo ra cái tượng ông Phạm Lãi, người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu. Thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ổng hay tranh đấu quyền lợi cho dân, bị người ta lấn đất thu thuế,
thì ông này có cái công dành lại những cái quyền lợi cho người ta. Vì vậy cho nên khi ổng chết đi, người ta cũng nhớ ơn ổng, ta tạc cái tượng ổng, ta thờ kêu là ổng thổ địa. Nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình. Rồi cứ như thế mà truyền riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu. Chính là hai cái ông bên Tàu, thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác, không có bác. Nếu đã thờ thì cứ thờ, nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình thì mình thờ mà không rơi vào mê tín. Cũng giống như ông Táo, mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời, là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông Lò này nè, ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm. Đó là bày tỏ sự nhớ ơn. Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm. Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm, mạnh ai nấy đi đâu đó ăn, thì gia đình nó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt. Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà, đó là hạnh phúc gia đình còn. Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm. Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm. Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người một tô, không, thì sẽ có bài hát riêng một góc trời. Ở trong kinh Hiền Nhân á, kinh Hiền Nhân ngày xưa có một cái tên nữa là kinh Ông Bụt. Quý vị nào muốn biết cái kinh này á, thì quý vị có thể lên Google, quý vị bấm kinh Hiền Nhân. Bản kinh này được trưởng lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ đã dịch. Và cái bài kinh này nói về cái gì? Cái bản kinh này nói về cái cách ứng nhân xử thế rất hay. Và Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đã giảng cái bộ kinh này cách đây hơn 10 năm. Cách đây hơn 10 năm là Pháp Hòa đã nói cái bài kinh này. Và hôm nay có một Phật tử đem lại cái câu hỏi là trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật có dạy bốn thứ bạn: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như nước, bạn như đất. Vậy hôm nay đủ duyên, xin Thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo để kết bạn sao cho khỏi ân hận. Thưa đại chúng, thế nào gọi là bạn như hoa? Bởi vì nếu mà bạn đó, thí dụ hoa đó, tươi thì mình để mình chưng, dắt trên đầu, héo thì mình vớt thùng rác. Cũng như thế, có những người bạn đến với mình, nếu mà mình còn sử dụng được, còn xài được thì họ chơi với mình. Còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài thì họ quên lửng mình luôn. Bạn như vậy gọi là bạn như hoa. Thế nào gọi là bạn như cân? Bạn như cân là những người chơi với mình nhưng mà luôn luôn toan tính, so đo hơn thiệt. Ví dụ như mời mình đi ăn hai lần mà không thấy mình mời lần nào cái trách: nay người đó chơi không được, không biết điều, chơi không đẹp. Hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau, người ta mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền, cái họ cũng expect, họ cũng mong lần sau sinh nhật họ, họ mời mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn. Mà nếu mình đi món quà họ mở ra thấy rẻ, cái nói mình sao cheap. Lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Thế nào gọi là bạn như núi? Bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi nó thường có những chất quý báu, ví dụ như vàng, ngọc, ví dụ vậy đó. Thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái đỉnh núi đó. Mình chơi với bạn, có đôi lúc mình gần họ, mình lấy được cái đẹp của họ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy: viễn hành yếu giả lương bằng,
sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Nếu mình mà đi xa, viễn hành là đi xa, yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là mục là mắt. Mình chơi với bạn tốt, lương bằng bạn tốt á, thì thời nào phút nào mình cũng được trong sạch cái thấy nghe của mình. Tại vì người đó không có bạc phò bà tám, không có thị phi nhân ngã, thì mình nghe được lời lành. Cho nên sát sát thanh ư nhĩ mục, mà thời thời văn ư vị văn, là lúc nào mình cũng nghe được những điều chưa được nghe. Văn ư vị văn là nghe những điều chưa từng nghe. Đó là mình gần cái lương bằng đó. Và xin lỗi, người xưa ta nói là sao? Gần mực thì đen, gần mực thì đen. Không phải. Phải không? À vậy hả? Gần mực thì đen, gần đèn thì tắt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là vậy. Thế nào gọi là kết bạn như đất? Đất là một cái tượng trưng cho sự vững chắc. Mọi cái hạt giống cỏ cây nó cũng mọc lên từ đất. Mình gần bạn lành cũng giống như là những người mà vững chắc để mình nương tựa được. Có nhiều khi mình sợ ít mà mình an lạc, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi đang chờ mắng tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi mạ lị tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Những cái câu đó gọi là pháp cú. Và sau này quý vị còn thấy cái đó là sau này mình dịch thành những câu đó. Rồi có những vị đọc nguyên cái trường, nguyên cái câu. Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi sanh tử sẽ rất dài đối với những ai chưa thấy chân diệu pháp. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường sẽ rất dài với người nào đi trên một cái đoạn đường dài. Cũng như thế, con đường luân hồi sanh tử sẽ rất dài đối với những ai không thấy được chân lý diệu pháp. Còn nếu mình thấy được chân lý diệu pháp thì mình vẫn sống trong luân hồi sanh tử này, mà mình có tu tập cho nên nó không làm được gì mình, nó không làm được mình khổ. Thì kinh Pháp Cú nằm ở trong tiểu bộ. Bên Nam Tông có 5 bộ, Bắc Truyền có 4 bộ. Thì trong này nói cho dù mình thuộc A Hàm đi nữa thì cũng không có, đừng nghĩ rằng mình như vậy mà có thể trừ đi được nộ si. Mà nhiều người, người ta không thuộc gì hết, nhưng mà người ta có sống theo pháp. Pháp Hòa thưa đại chúng là nhiều lúc á, Pháp Hòa hay nói đại chúng học thuộc mấy bài kệ đó, để khi mình làm gì mình đọc kệ để nhắc mình. Ví dụ như giờ mình học cái bài kệ bật đèn đi, thuộc cái bài kệ bật đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thấy không? Thất niệm là bóng đêm, nếu mình tu hay là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Nhưng mà lỡ mình không thuộc, lỡ không thuộc, ứng dụng cái ý, con xin nguyện mỗi khi con mở đèn, cầu cho mọi người được sáng suốt, không có sống trong cảnh tối tăm. Thí dụ mình không thuộc vậy đó, nhưng mà khi mình mở đèn lên, mình khởi cái tâm đó, cái đó là mình vẫn sống theo cái gì? Thuận pháp, như pháp, tùy pháp, thấy được chân đề. Ví dụ bây giờ quý mình không thuộc cái bài kệ đi cầu, không thuộc bài kệ đi cầu, thì mình nhớ cái ý đó. Mỗi lần đi cầu, con nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si như bỏ những cấu uế này. Thì mình không thuộc nguyên thủy bài kệ, nhưng mình thấy được cái ý. Ví dụ như mình quét nhà, cần tảo và lam địa, đọc theo tiếng Việt là xiên quét đất chùa am,
mỗi giờ sanh phước tuệ. Tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Mình xuyên quét chùa, đừng có nghĩ là phải có khách mới quét chùa. Khách không tới, nhưng mà thánh nhân hộ pháp ta cũng đi, phải không? Cho nên mỗi lần quét chùa, con xin nguyện quét sạch những bụi bặm phiền não trong lòng. Bởi vì mình quét chùa bụi, lao bàn thờ là chùi cái phiền não trong lòng. Rồi thí dụ mình học cái bài của bài kệ gấp thức ăn, nó có cái bài kệ mỗi lần đưa ra đũa gấp thức ăn. Chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Cầm đôi đũa lên, nếu cầm đũa lên gấp một miếng ăn, gọi là chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh gấp bất cứ vật gì, vật đó liền được thanh lương. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Không thuộc nhưng hiểu ý. Nghĩa là bàn tay của mình mà gấp lên món ăn nào thì món ăn đó đều thanh lương. Mà đã là thanh lương thì còn dở còn ngon gì không? Không dở không ngon gì hết. Ăn món nào cũng ngon thấy mồ. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Mỗi lần đi đâu mà làm việc xong rửa tay, dĩ thủy quán chưởng, chưởng là bàn tay, đương nguyện chúng sanh hộ trì Phật Pháp. Thì nó là, nghĩa là cái bài kệ là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Không thuộc, yêu hiểu ý. Mỗi khi rửa tay, con nguyện cho mọi người có một bàn tay khéo để bảo vệ cho nhau. Tại sao mình không làm được điều đó? Để mình sống như pháp, thuận pháp, tùy pháp, mà người đó sống với chân đế. Vừa rửa tay, vừa bực bội, vừa khó chịu, phiền não vậy đây, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là thuộc thì tốt, nói vậy rồi nữa đó, thôi nghe vậy khoái quá từ khỏi thuộc. Nhưng mà phải đọc, đọc để làm chi? Đọc để lấy cái ý, đọc để lấy cái ý, rồi hiểu ý của các tổ dạy cái gì, Phật dạy cái gì, rồi mình làm. Thí dụ như là mình mặc áo nè, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Thì mỗi lần mình mặc áo gì mình cũng nói vậy, chứ đừng đợi thôi tôi đâu mặc áo tràng đâu, đọc này chi. Thưa đại chúng, mà hồi nếu mà mình hành như lời của các tổ mà dạy, không giây phút nào mình lơ là. Mặc, xin lỗi, mặc quần cũng có bài kệ, mặc áo cũng có kệ, chải tóc cũng có kệ. Làm cái gì cũng có bài kệ hết. Để làm chi vậy? Để tâm mình lúc nào cũng sống với pháp. Mà tâm mình sống với pháp thì làm gì có phiền não. Mà nếu có phiền não đi nữa, nó cũng trôi cho lẹ. Một là không khởi, hai là lỡ khởi, nó có cái nước nó trôi đi. Thí dụ quý vị thắp cây nhang lên, dâng hương cúng Phật, nguyện thề lòng luôn tỉnh thức, bồ đề trồng gieo. Hai câu thôi. Thì mỗi lần cầm cây nhang lên, bật cái lửa lên là trong đầu mình nảy ra bài kệ. Rồi mình học bài kệ như vậy, có phải là mình sống với pháp không? Tôi không thuộc A Hàm, tôi không thuộc A Tỳ Đàm, tôi không thuộc kinh luật gì cả, nhưng mà tôi hiểu pháp, tôi sống với pháp. Rồi Phật nói tiếp, lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạng, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạng nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ thế này: ta không phải do trì y bất mạng mà đoạn trừ được sân si. Hoặc có người nào đó không trì y bất mạng nhưng thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Mặc y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là không có đi mua vải may. Đi vô trong bãi tha ma, hồi xưa người ta hay quấn xác chết, người ta dục ở trong rừng. Rồi các vị này đi vô rừng, thấy cái xác nào mà bị rã ra rồi, hay những con thú nó tới nó ăn, nó xé ra rồi, thì những tấm vải mà còn nguyên đó,
lượm những tấm vải đó về, giặt sạch rồi cắt gọn lại rồi kết lại để làm cái y phấn tảo mà đắp, mà mặc. Cái y đó được gọi là y bá nạp đó. Bá là 100, nạp là mình kết nạp vô, chứ không phải là y bá láp. Hồi đó cái vị nào mà đắp y vậy đó, bởi bây giờ mình cũng theo cái lệ đó đó, cái y chắc nhỏ ráp lại đó, đúng ra là mình đi lượm vải, nhưng mà ở đây không có chỗ để lượm, rồi đi mua nguyên cây về rồi cũng cắt nhỏ ráp vô, đó là một cái hình thức nạp đó. Có cái bà cụ đó, bà nói trời ơi bữa nay tôi lên chùa tôi túng nghe, tôi tàn là quê thượng đạo cao không á. Tại sao bà biết hòa thượng đạo cao? Ôi ông nào cũng mặc y bá láp hết á. Ý bà muốn nói mặc y bá nạp đó, bà nhớ lộn, mà nó mặc y bá láp. Y phấn tảo là y mà mình lượm trong rừng, trong những cái chỗ dơ bẩn, rồi đem về giặt kết lại. Nhiếp ba pháp phục. Người tu à, mỗi người có ba y: y hạ, y trung, y thượng. Ví dụ ha, bây giờ là y hạ là gì? Là cái quần mình mặc. Y trung là cái áo. Y thượng là cái này nè. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đang mặc đủ ba y. Nhưng mà tuy nói như thế, nhưng mà mỗi thầy vẫn đủ ba cái lá y đắp bên ngoài khi đi thọ giới. Nhưng mà thật sự ngày xưa đó, ba y nghĩa là cái xà rông là một nè, cái miếng vải phủ trên vai mình là hai, rồi cái y đắp bên ngoài. Thì bây giờ các thầy đi đâu bình thường ở nhà đắp đủ hai y. Hồi xưa người ta nói ba không được ba y khiếm thiếu, nghĩa là không thể thiếu ba y. Rồi mình tưởng đâu là nói ba cái lá y đó, thật ra thì đúng là ba lá y đó, nhưng mà nếu nói cho đúng là mình vẫn giữ đúng. Không lẽ giờ mình mặc một y cất hai y? Không lẽ mặc y hạ không mặc y trung? Cho nên các vị tổ, các vị dạy luật cũng dạy vậy đó, cũng nói là cho biết là bây giờ ba y của mình là được reform, được đi qua một cái hình thức khác, là một cái quần, một cái áo và một cái mặt như thế này. Đây cũng ba y đó. Đừng nghĩ rằng mình đủ ba y này là mình cao. Cũng đừng nghĩ rằng mình lượm cái y trong rừng mình mặc còn các vị này dở lắm, mua giải về mai. Cũng đừng nghĩ rằng mình trì y bất mạng. Trì y bất mạng là gì? Là những cái y, bởi vì cái y mình đắp tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho cái y mà biết khiêm cung, không khinh người. Đừng nghĩ rằng mình đắp cái y đó rồi thì mình coi thường người khác. Cho nên sau này các vị cũng phương tiện muốn khuyến tấn cư sĩ tại gia, ai mà thọ Bồ Tát giới tại gia rồi thì hay cho đắp cái y nâu, để gọi là khuyến tấn. Chứ cái đó thì cái truyền thống của người Trung Hoa, chứ không phải truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam là cái áo lam đó. Áo lam này là mặc trọn đời, từ khi mình là một cư sĩ tam quy ngũ giới, hay là thập thiện giới, hay tại gia Bồ Tát giới, gì cũng là cái áo lam này thôi. Nhưng bên Trung Hoa thì khác. Người cư sĩ nào thọ ngũ giới thôi, thọ năm giới là đỡ được đắp y nâu rồi. Phật giáo Việt Nam không có đắp y nâu, nhưng mà Phật giáo Việt Nam lấy cái y nâu của cư sĩ Trung Quốc á để mà khuyến tấn. Nhưng mà nói như vậy là không phải toàn bộ Phật giáo Việt Nam đồng thống nhất dùng như vậy, chỉ một số các thầy gần đây là phương tiện cho các vị đó để khuyến tấn. Thì các vị nào mà được đắp cái y đó do phương tiện của các vị trụ trì ở địa phương mình đó, thì mình nhớ là đây là cái phương tiện để khuyến tấn mình. Đừng đắp cái y đó lên rồi mình coi thường những người bạn đạo khác. Anh là mới có năm giới, xuống dưới kia ngồi, đây là hàng của Bồ Tát. Cái đó không phải đâu. Nếu mà người ta nhận diện ra mình là Bồ Tát, tự người ta thượng mình lên thờ. Không có ông Bồ Tát mình nào mà để ngay trước mặt, please bring me home. Đem tôi về thờ đi. Tự tự ta thấy mình ngồi trang nghiêm, đẹp đẽ, ta thỉnh nhà ta thờ, ta lại muốn chết. Phải không? Cho không Bồ Tát nào nói tôi ngồi ở tiệm này lâu quá rồi, bưng tôi về giùm đi. Đừng nghĩ như vậy. Có người thường cơm chỉ ngang bằng, chỉ khất thực
hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ không ăn, quá giờ ngọ không uống nước trái cây. Người khác không được như vậy, người kia vì quá giờ ngọ không uống nước trái cây mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự quá ngọ không uống nước trái cây mà đoạn trừ được nộ si. Hoặc có người nào đó không dứt sự quá ngọ uống nước trái cây, nhưng người ấy như pháp hành pháp tùy thượng pháp, đó là người đó, do đó người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Bây giờ hồi nãy nói vấn đề mặc y, bây giờ nói tới vấn đề ăn uống. Có nhiều người người ta ăn ngọ, tức là ăn gì, ăn trước 12 giờ trưa thôi, sau 12 giờ trưa là không ăn. Rồi có những người á, đi khất thực, mà cái pháp khất thực á, là mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè, cái đó gọi là trì bình khất thực. Trì là mình ôm bát đi. Mà cái luật trì bình khất thực á, là không được lựa chọn nhà. Ví dụ như đi ngang một cái con đường Duny Street gì đó, thấy không? Rồi nhớ có mấy cái tiệm, mấy cái nhà ở đây là chuyên môn cúng ngon. Tại gia đình nó hay đi chùa có đồ ăn, phải không? Đi cái bỏ hai căn ghé căn này, rồi bỏ hai ba căn ghé căn này. Tôi nhớ căn này cũng tắm ngon lắm. Tôi nhớ căn này xôi gì. Đi khất thực là không được như vậy, mà không được bỏ cái nhà nào hết, tới nhà nào đứng lại ta mang ra ta cúng. Mà cái pháp mà mình cúng dường cho những vị sư đi bác á, là không được cúng tiền là một, và đồng thời không được cúng những món gì mà chưa biến chế thành thức ăn. Ví dụ như quý vị mua cải ngọt đi, quý vị về quý vị luộc, quý vị nấu lên chín thì cúng được. Tại các vị đưa nguyên bó cải về, ông sư cũng làm cái gì, phải không? Thành thử ra cái luật cúng dường cho các vị đi khất thực á, là thứ nhất là không cúng dưa hấu, đẩy bát là người ta ăn cái gì. Trời ơi, bưng nguyên trái vô. Nói theo đời đó, phải không? Nói theo đời là cái gì? Hả? Nói theo đời ông thầy cũng đi khất thực mà cũng chưa có gì trong bát, dện nguyên trái dưa hấu luôn. Không có cúng dưa hấu, có cúng khóm. Dưa xiêm. Cúng dưa khô chết nữa. Thì cái pháp đi khất thực là mình, thứ nhất là mình không lựa chọn nhà nè. Thứ hai nữa đó là mình không được phân biệt, hoặc là có khi mình không nên đi một con đường đó liên tục. Hôm nay mình đi đường này, mai đi đường khác. Thấy không? Tại vì nếu mình liên tục mình đi như vậy, nó có hai cái bất lợi. Một là mình dính mắt. Mình biết dân đây nhà giàu không à? Cúng đồ ngon không à? Mình dính mắt. Và cái thứ hai nữa đó, mình làm cho thí chủ khó chịu. Trời đất, tới nữa hả? cúng hôm qua rồi. Đức Phật hay vô cùng vô tận. Đọc trong kinh rồi có những cái mình thấy Phật dạy chi tiết. Mà tại sao mình phải đi khất thực? Thứ nhất, tâm trí mình rảnh rang, không bao giờ suy nghĩ mai ăn món gì ta, bị có biết gì đâu ăn. Đi khất thực ai cho gì, cái tâm nó rỗng rang. Mà thưa đại chúng, mà nội cái chuyện bận tâm nấu ăn là đã một cái khổ rồi. Thật sự ra nấu ăn là một cái nghệ thuật, đúng không? Nhưng mà cái ăn nó cũng làm mình bận rộn dữ lắm. Mà nhất là phải suy nghĩ món này món kia. Người tu là mình phải, người khi khất thực là tâm trí rỗng rang. Thứ hai là gì? Làm một cái duyên độ đời. Thứ ba là cho mình được một cái đời sống, nghĩa là không dính mắc. Nó có nhiều cái ý nghĩa để trong khất thực lắm. Hôm nào nói về cái đó thì Hòa nói thêm. Ở đây mình nói lược để cho về cái bài kinh thôi. Và cái mình đi khất thực á, là khi mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè, không có ngó tới ngó lui, nhìn xuống đường đi thôi, chứ không có liếc liếc ở nhà số mấy.
không có nhìn. Mà thậm chí cái người ra đứng trước mặt mình cúng dường á, mình chỉ cúi đầu mình chào mà cũng không nhìn mặt cái người đó nữa. Rồi thậm chí cái bình bát nè, có cái nắp vậy, dở cái nắp ra vậy, dở ngược ra vậy để cho người ta để thức ăn vô, chứ cũng không có dở ngang ra để mình nhìn coi quá si cúng. Nếu mà mình nhìn mình biết mà người ta cúng là mình khởi tâm liền, trời hôm nay chúng mánh nha. Xôi lá cẩm mà có miếng có dừa, dừa nạo đồ ngon, dở vậy nè để không thấy cái ai cúng cái gì trong đó đó. Còn mình dở ra vậy là mình thấy, cho nên dở vậy. Thí chủ cúng xong rồi đậy nắp lại cúi đầu, cái vị đó xá rồi đứng qua bên mình đi tiếp. Và đi lấy phải về nhà trước giờ ngọ, dù nếu mà không có gì cũng phải về. Trời ơi sáng giờ sao bèo quá. Thôi để quẹo nữa rồi con. Hết giờ là phải về. Mà nếu như về trường hợp mình mà là người sống bằng những cái hạnh như thế, có nhiều vị kỹ đến mức theo luật á, người ăn ngọ đó quá giờ ngọ không được ăn bất cứ cái gì mà phải dùng miệng mà nhai. Ví dụ như rau cải xay ra nấu thành nước loãng uống được, nhưng mà hễ lấy miệng mà nhai thì gọi là ăn rồi. Chứ các vị hồi xưa là hay uống bột á, bột á, ban đêm hay uống bột, uống sữa. Hồi đó là các vị uống sữa bò đó, uống sữa ông thọ, cái lon sữa ông thọ đó, quậy uống sữa đặc đó, cho nó có cái chất ngọt á, để nó đừng có sót ruột. Nhưng mà lý do nào mình ăn một buổi chiều, không ăn chiều, là một là để cho mình dễ ngồi thiền, không có buồn ngủ, phải không? Thứ hai nữa đó là không làm phiền thí chủ, đời sống người ta cũng nghèo. Và cái thứ ba nữa đó là Ấn Độ hồi xưa là trời tối, người mình thì da nó đen đen, rồi đi tới nhà người ta, ta tưởng ma, ta la lên. Đó là cũng một trong những lý do mà Phật không cho các thầy đi khất thực ban đêm đó. Rồi có một lần đó, cái thầy đó thấy vô, thầy khất thực cái nhà đó, thì thầy không thấy ai hết, cái thầy đi vô tận bên trong luôn. Thì gặp lúc cái cô chủ nhà đang ngủ trưa, áo quần không được nghiêm chỉnh. Thì ông thầy bước vô, ông thấy cái cô chủ nhà đang nằm vậy, cái ông tá quả, ông xây ra, ông đi lẹ, xui cho ông ra, ông gặp ông chồng về tới, đụng cái rầm. Rồi bà đi vô thì thấy bà vợ mình thì đang khoác áo, ông thầy thì mới đi ra, nghi hai người có chuyện, lôi ông thầy là đánh trận. Thì cái chuyện đó mới tới tai Phật. Từ đó Phật cấm là các thầy không được đi khất thực buổi chiều, và đồng thời không được đi vô. Chờ mới sắm cho các thầy cây tích trượng. Cái cây tích trượng là cái cây gậy bằng sắt á, nó có bốn cái chấu thứ địa tạng hay cầm đó. Đi tới nhà người nào là đứng cầm ở cây đó lắc lên, rung lên, để cho thí chủ biết là có thầy tới khất thực, không có ai thì mình đi. Cây đó nó cũng nhiều công dụng lắm. Một là để làm cái chuông báo, hai là đi để dò đường. Thí dụ tới chỗ sông suối đó, mình dò coi cạn sâu để đi qua. Hoặc gặp cái chỗ nào có rắn rít thì mình lấy cây đó mình lùa qua bên. Chứ không phải như Thiếu Lâm Tự mà quét quét râm đánh một cái chưởng cái thằng kia nó văng chết. Thiện tài, thiện tài. Cái đó phim kiếm hiệp nha. Quý vị nhớ là các cái môn phái trong kiếm hiệp là chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, chứ không có liên hệ gì tới Phật giáo. Phật giáo không có cái chuyện đó, mà Thiếu Lâm Tự cũng không có cái đó. Pháp Hòa có thấy có một cái bài viết á, họ phê bình là nói đạo Phật từ bi gì đâu mà đánh lộn múa võ tối ngày. Tại cái vị đó họ không có nghiên cứu ra rồi họ nói như vậy đó. Chứ thật Phật giáo không có cái đó. Cái đó là phim kiếm hiệp. Cho nên mình hồi nãy là mình nói mặc y rồi phải không? Rồi tới ăn uống nè, bây giờ tới đợi chỗ ở nè. Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mã, hoặc có thể biết thời. Người khác không biết như vậy, người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người. Đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này, ta không phải do sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy pháp, thuận pháp, vân vân.
người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế. Chân đế là pháp chân thật. Còn cái pháp mà mình nương theo thế gian gọi là tục đế. Ví dụ như là mình nương theo pháp thế gian là làm cơm cúng cho người mất nè, rót trà rồi đó, cầm gấp đũa rồi gấp, đó là tục đế. Vì cái đó là cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Nhớ nghĩ tới ông bà ta cúng. Khi đạo Phật du nhập tới Việt Nam, mà đạo Phật cũng đề cao đạo hiếu và thấy được cái văn hóa cúng kính của người Việt cũng hay, cho nên đạo Phật hội nhập với cái văn hóa cúng đó và soạn ra những bài kinh để cho chúng ta cúng. Như vậy thì cái cúng đó, cái cúng cơm cho ông bà không phải của đạo Phật, mà nó là văn hóa của người Việt, người Á Đông. Mình nhớ nghĩ đến ông bà mình cúng. Nhưng mà đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu và thấy cái văn hóa này được đúng, cho nên phối hợp dung nhiếp và làm cho cái văn hóa này giàu có lên. Mượn cái tục đế là cúng kính theo thế gian, tụng kinh nói pháp cho người ta nghe trong khi người ta có đám tang hữu sự, đó là chân đế. Thì khi mà mình, cái người mà dung nhiếp được như vậy thì người đó sống bằng cái chân đế. Cho nên quý vị thấy không, bên chuông bên mỏ nhị đế dung thông mà, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái gì cũng đi đôi. Đó là chân đế, tục đế, hay nói cách khác là thế gian và xuất thế gian lúc nào cũng dung nhiếp. Nhị đế phải dung thông, mình mới có thể đưa cái pháp đi xa được. Cho nên á, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì, khi ông bà mất cũng để tang. Vì cái để tang nó không thuộc của đạo Phật. Nó nói lên cái sự hiếu kính của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ mất. Anh đạo gì, cha mẹ nói không, tôi đạo này tôi không để tang. Vậy anh không có cha mẹ. Đó là cái văn hóa của người Việt mà. Nhưng mà đạo Phật á, là hễ đến quốc gia nào là đạo Phật ôm được cái truyền thống của quốc gia đó và làm cho cái truyền thống nó đẹp lên nữa bằng cái ý nghĩa của họ. Thì các vị này á, ở nơi sơn lâm, ở dưới gốc cây hoặc núi cao hay đất trống hay gò mã, thưa đại chúng, các vị này đó là các vị sống theo khổ hạnh. Nói theo người xưa là đầu đà, hạnh đầu đà, hay là khổ hạnh, hay là A Lan Nhã. Hạnh A Lan Nhã nghĩa là những người sống ở gò mã, ngủ ở gò mã, ngủ ở gốc cây, mặc y phấn tảo, đi khất thực, chứ không có ở trong chòi am, ở gò mã, ở những chỗ gốc cây bên đường. Không có chòi luôn, không có am gì hết, không có chòi am cốc gì hết á. Đó, tất cả những cái hạnh mà nãy giờ mình nói đó, y ăn ngày một bữa rồi đi khất thực, mặc y phấn tảo, rồi bây giờ ở tới gốc cây sơn lâm gò mã gì đây, tất cả những cái đó là hạnh của người tu đầu đà khổ hạnh. Ngày xưa đệ tử Phật là Ngài Ca Diếp là số một ví dụ này nè. Ngài Ca Diếp là khổ hạnh bậc nhất nè, đầu đà bậc nhất. Xin thức ăn của người nghèo á, không bao giờ xin của người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Mà có một lần mà Ngài xin của một bà già nghèo, mà cái chén nước mà nó bả đi trút vô từ những cái tô mì của người khác đó, mà nó thiêu lên rồi mà Ngài vẫn xin. Rồi các vị mấy bà già mới nói tôi nghèo quá mà thầy xin cái gì. Nói tôi không có phải tôi xin cái món ăn của bà đó, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm rằng đời trước không bố thí, không làm lành, cho nên đời rơi vào cái cảnh khổ, đói. Phải tập cho người ta bố thí, phải xin bà này đi để bà cho đi, để bà được cái phước đó. Chứ bây giờ cái người nào mà sống được cái hạnh như vậy cũng không nên miệt thị người khác, coi mình là quý. Lại nữa, hoặc có người được sơ thiền, người kia nhân vì được sơ thiền mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: về sơ thiền, Đức Thế Tôn nói vô lượng chủng loại,
Nếu có kế chấp thì gọi là ái. Vậy do đó người ấy được cung kính cúng dường. Ở đây là Phật nói, bây giờ ta hồi nãy là mình nói tới những cái đời sống, như là từ những cái người sanh ra quý tộc, cho đến những người mà học giỏi thông minh, cho đến những người thuộc kinh, cho đến những người quen biết với những cái quan chức vân vân, thậm chí cho đời sống của mình là ăn ở đâu, ngủ ở đâu, mặc cái gì vân vân. Bây giờ Phật nói luôn đến những cái quả vị mình tu chứng, thậm chí những người mà chứng được sơ thiền. Thiền nó có bốn cái quả vị mình chứng. Người chứng sơ thiền là do tu cái gì mà chứng được sơ thiền? Người này ly dục, lìa được những ham muốn, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Người này có tầm, có tứ. Tầm là tìm, tứ là trú vô đó. Ví dụ như mình tìm cho mình một pháp môn tu, à bây giờ niệm Phật tôi tìm được cái pháp môn rồi đó. Bây giờ tôi tứ pháp môn là gì? Tôi chú tâm, tôi niệm Phật, tôi không có để cho tạp loạn. Nói một cách khác, người chứng sơ thiền là những người lìa bỏ được những cái vui thú tầm thường của thế gian. Cái quả vị này gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa bỏ được là chứng được sơ thiền. Bây giờ anh có chứng được sơ thiền đi nữa thì anh cũng không có cho mình là số một. Thậm chí cho người chứng tới nhị thiền, tam thiền. Thưa đại chúng á, cái người mà sơ thiền là cái người lìa bỏ những cái bất thiện. Cái người chứng nhị thiền á, là người này đã có được một cái định để sinh ra cái hỷ lạc. Có nhiều khi á, mình nghĩ mình đi ra, mình đi chơi, gặp bạn bè uống cà phê mới vui. Nhưng có những ngày mình ở nhà, mình ra ngoài cái phía sau nhà của mình, mình ngồi, mình ngắm hoa, mình nghe chim hót, mình tĩnh lặng mà mình lại thấy vui. Cái vị nào mà có được cái giây phút đó đó, là mình nhớ là mình ném được một chút của nhị thiền rồi đó nha. Còn ví dụ như hồi đó mình tuần nào bạn cũng rủ, tuần nào bạn cũng réo, cho nên mình đi nhiều sinh hỷ lạc. Bây giờ mình cảm thấy những cái chỗ đó mình không hạp nữa. Mình lìa được những cái ồn náo không cần thiết đó. Mình lìa được những cái nơi rượu chè, những nơi cờ bạc, những nơi sùm đó. Ly sinh hỷ lạc, ném được chút sơ sơ của cái gọi là gì? Sơ thiền. Lìa thôi là đã khỏe rồi. Hồi đó là chú nào mà ghiền thuốc đó, mà bây giờ lớn tuổi thì thấy thôi, hút cũng mấy chục năm rồi cũng chẳng lợi gì, phổi cũng nám khá khá rồi, tiền thì cũng mất mớ rồi, tay chân giờ cũng đen đen mấy cái đầu tay rồi, thí dụ vậy, bỏ đi. Mà bỏ cái đó là sơ thiền rồi, ly sinh hỷ lạc. Rồi giờ ở nhà đâu có làm gì đâu, đi làm về rồi quét nhà, phụ nấu ăn, rửa chén, đồ bình thường vậy à. Định sinh hỷ lạc, không có gì không có gì rầm rộ hết, định sinh hỷ lạc. Nói vậy cho mấy chú thấy là mình chứng được mấy thiền rồi đó nha. Cái thứ ba gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ồ, bây giờ mình lìa những cái niềm vui mà nó thô rồi, có được cái niềm vui vắng lặng, tĩnh lặng, mà niềm vui này vi tế lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ có nhiều khi tối Pháp Hòa đọc kinh trong phòng, tự nhiên cái mình vỡ lẽ một cái lý kinh nào đó, trời ơi, mình vui đến mức độ là mình đứng dậy. Mà thường Pháp Hòa vui, Pháp Hòa không ngồi được nữa. Pháp Hòa đứng dậy cái Pháp Hòa đi ngang cái chỗ tủ Pháp Hòa hay đi tới lui có mấy hình Phật, đứng xá, rồi thậm chí thắp khúc nhang trầm lên, khúc thắp nhang trầm lên, rồi cái mình vui thì tới lui vậy. Thì Pháp Hòa nói vậy để mình nói được cái chỗ gọi là có gì vui đâu mà đặc biệt đâu. Cái đó gọi là gì? Ly hỷ. Mình lìa được những cái lúc mình ngồi nói chuyện vui, nói những câu chuyện tiếu lâm mà vui cười, đó là chuyện thường. Bây giờ không ai nói gì hết,
Mình chỉ đọc được một bài kinh, mình hiểu được cái chỗ đó thôi, thì tự nhiên mình có một niềm vui không diễn tả được. Pháp Hòa nói ví dụ để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là ly hỷ, có được cái diệu lạc. Diệu lạc là cái niềm vui vi diệu lắm, nó vi tế lắm, nó không phải là những cái mà cười ha hả, nói những câu chuyện tiếu nữa, mà chỉ nhiều khi đọc một câu kinh mà mình vỡ được cái ý gì đó. Thậm chí có nhiều lúc đó, mình ôm một cái đau khổ nào đó, mà một bài pháp của vị thầy đó đã giúp cho mình dục được cái đau khổ đó xuống, tâm mình nhẹ nhàng cân. Cái đó gọi là gì? Cái đó cũng có thể gọi là ly hỷ diệu lạc. Hoặc là có thể gọi là gì? Mình ly sinh hỷ lạc, bỏ được cái kia ra thì tự nhiên mình có cái niềm vui. Thật ra cái chỗ tu chứng này nó vi diệu mà nó sâu xa lắm. Pháp Hòa không nói cái chỗ đó, tại mình nói ra mình không thấy, chắc tôi dớ không nói đâu. Pháp Hòa không nói đó, và nói cái đơn giản quý vị đang sống trong đời sống hàng ngày đó. Có bao giờ mình có được cái định sinh hỷ lạc không? Có chứ. Tĩnh lặng mà tự nhiên vui. Gia đình mình á, ngày gây gỗ cũng tám giác, tự nhiên sao bữa nay ai cũng hiền lành, cũng gây vậy đó. Lạc không? Lạc quá. Tôi không cần gì, tôi chỉ cần này nè, tôi cần định sinh hỷ lạc. Người mà có vắng lặng thì không có ồn não, mà không ồn não thì cái suy nghĩ của mình nó có tĩnh lặng hơn. Người mà suy nghĩ bồng bột, không có cái sự suy nghĩ chín chắn thì hay phản ứng lắm. Ta nói gì chưa có suy nghĩ gì hết là đã phản ứng, nộ lên rồi thì làm sao gia đình nó yên nổi. Cho nên thật ra cái pháp tu này là người ta tu kỹ lắm. Nào là xả thọ, xả lạc gì đó, mấy cái đó ai ngồi thiền ta mới chứng được. Còn giờ Pháp Hòa nói ở một cái hình thức khác để đại chúng dễ nhận ra. Ly sinh hỷ lạc. Cái gì nữa? Định sinh hỷ lạc. Cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc, là tam thiền đấy. Cái thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là chứng tứ thiền đó. Không? Xả niệm thanh tịnh là gì? Là tất cả những cái pháp mà mình tu để mình xả cũng không còn dính nữa. Nói cách khác là cái việc nó đến, mình nghe, mình thấy, mình biết mà không có gì phiền não hết. Chứng tứ thiền. Cho dù bây giờ mình có chứng được những quả thiền đó thì mình cũng đừng nghĩ rằng mình là số một. Đó. Trong này Phật nói nè, lại nữa hoặc có người được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến khi họ nhập vào những cái định như là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Bốn loại định đó, cái này thường thường ta hay kêu một danh từ chung là tứ thiền bát định đó. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát định là thêm bốn cái nữa. Thật ra hồi nãy bốn cái trên đó là cũng bốn thứ định rồi đó. Ly hỷ diệu lạc nè, định sinh hỷ lạc nè. Không, gọi gì? Ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh cũng là bốn thứ thiền rồi. Giờ thêm bốn thứ nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Thì cái đó người chung là tám bát định, là tám cái thứ định do mình tu tập mà ra. Thì cái người mà có như thế cũng không nghĩ mình là số một. Các người hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ví dụ như là cây nhang, thì cái pháp của nó là thắp nhang. Bây giờ mình muốn thắp cây nhang là phải có lửa. Mà nếu như á, mình cầm cây nhang cúng Phật lên, mình bật lửa rồi là mình lấy cái tay mình quạt cây nhang, chứ không lấy miệng thổi. Tại vì sao? Vì cái miệng mình cúng hương cho Phật, nghĩa là bằng cái tâm mình muốn cúng cây hương mà, thơm mà. Cho nên
hương mà có cháy thì lấy cái tay quạt cho nó tắt, chứ không dùng miệng thổi. Tại vì mình dùng cái miệng mình thổi, cái miệng mình nó không đủ sạch, cái hơi miệng mình không đủ sạch để làm cái hương này nó thanh tịnh, nó trong sạch một cách gọi là hết sức cố gắng của mình. Dĩ nhiên dù mình không thổi nó cũng chẳng có sạch 100%, nhưng ở trong cái pháp nào mình có thể làm được. Ví dụ như trên quá trình, trong quá trình mà người ta nắng thành cây nhang, người ta phơi cây nhang, người ta chuyển nhang đi, người ta có ngồi trên đó không? Ta có đạp trên đó không? Sao mình biết? Nhưng khi cây nhang nó lọt vô tay mình rồi thì mình hãy vận dụng những cái gì mình có khả năng cung kính nhất của mình, bằng cách là cầm cây nhang trân trọng, bật cái lửa lên trân trọng và quạt cây nhang chứ không thổi cây nhang. Rồi mình cầm cái hương phải cao hơn cái lưng quần của mình. Có nhiều khi thắp cái hương bằng Phật xong rồi cỏ sao ba cây cái mình thắp lè phè dưới mình đi cà quơ vậy nè. Thấy không? Những cái hương dư lại đó phải cầm cao lên. Rồi mình đi thẳng vô trong đó mình cúng, chứ không có đưa xuống cái lưng quần của mình. Có nhiều khi mình thói quen á, đi cái tay mình phải thòng xuống, em thả cái tay cái nhang nằm như này. Đi cà quơ vậy. Thật ra khi mình cầm cái hương lên, thắp Phật xong rồi, những cái hương dư lại cầm cao vậy nè. Đi thẳng ra làm sao? Trong khi thắp cái hương, cho dù gặp ông thầy cũng không có xá ông thầy nữa. Chỉ cần gật đầu một cái gì được rồi. Tại mình đang cúng hương mà. Tự nhiên đang cầm cái bó hương về gặp ông thầy. Thầy mới tới. Rồi cái bắt đầu cúng. Mới vừa được hai ba cái. Ở chị mới tới hả chị? Thấy không? Thật ra cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ở đây Pháp Hòa nói về phương diện mình hành xử. Còn mình muốn tu tập cũng vậy. Mình nói đâu ai cấm đâu, nhưng mà nó có cái pháp nói. Cái pháp nào mình ứng dụng để mình nói năng, thì để cho trở thành một người nói năng có chân nhân. Ngoài đời mình nói mà không được dễ thương, ta kêu không có duyên. Phải không? Mà thậm chí quý vị thấy á, ông bà Việt Nam mình đến nỗi khi mà cúng đầy tháng thôi nôi cho đứa con cháu mình á, hễ nó là con gái thì phải cúng chè xơ nước, nó là con trai phải cúng chè đậu trắng. Tại sao? Tại quan niệm của người xưa là chè đậu là vì nó là con trai, lớn lên nó học hành thi đâu đậu đó, thành đậu gọi là đỗ đạt của nó. Còn con gái là phải có duyên có dùng, cho nên mới cúng chè xơ nước. Cái ý của người xưa là vậy mà. Mà phải, mà cái đó có chân lý không? Không có chân lý vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái pháp mà người ta cố gắng, người ta làm để ta nói lên một cái ý nghĩa. Thôi nôi là một mâm cho nó bốc. Bốc gì cái đó nó làm đó. Tay nó có bóc gì đâu, mà nó cũng làm rần rần. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy là trên cái thế gian này cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Nhưng mà mình phải biết cái pháp nào để nó làm nên cái pháp nào. Cái pháp này nó đưa lên một con người chân nhân, pháp kia đưa lên một con người không phải chân nhân. Và thậm chí mình sống bằng cái pháp đó riết, người ta gặp mình người ta điểm nguyệt liền, ta nói liền, ta đoán mình. Cho nên có nhiều người á, chư Phật á, do tu mà được hồng danh, còn mình là do cái tật mà được biệt danh. Thí dụ như Phật, vị Phật đó đó, sống luôn luôn là bình đẳng. Thí dụ vậy đi, cái được gọi là Phật bình đẳng. Nhưng mà mình nó có cái tật say xỉn tối ngày, được biệt danh là năm xỉn. Thấy không? Thí dụ người kia là không bao giờ nói cái gì mà hứa cái gì mà làm hết trơn á, làm riết cái ta đặt mình hai lèo.